À, thầy xin chào Gia Bảo, xin chào bạn Quân, xin chào bạn Nguyên, Vân Giang và Vân Lợi. Hôm nay thì có một số bạn phụ huynh xin nghỉ vì các bạn đi du lịch chưa về. Hy vọng là khi nào các bạn về sẽ mua quà cho thầy trò mình. Dự định mấy ngày nghỉ thầy đang dự định phi xe máy đi chơi nhưng mà nắng quá. Đi xa thì không đi được, thì loanh quanh ở nhà. Có bạn nào vừa đi du lịch vừa tranh thủ học không đấy? Để hôm nay Hân xin nghỉ. Hôm trước thầy đã gửi thêm các cái bài tập từ bài số 27 ở trên hệ thống, và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát xem các bạn đang làm và đọc bài như thế nào nhé. Ta cùng quan sát bài đọc hôm nay. Ta xem bài đọc từ lúc chập tối đến giờ xem có bạn nào đọc bài. Vừa rồi đã thấy Lợi đọc bài 16. Ở bài 16 của Lợi là đưa ra số chẵn số lẻ sử dụng câu lệnh rẽ nhánh. Đó. À, bạn sử dụng hai câu lệnh rẽ nhánh nha. Một câu lệnh rẽ nhánh dạng 2 và một câu lệnh rẽ nhánh dạng 1. Nếu n là số chẵn thì đưa ra là n là chẵn, ngược lại nếu n là số lẻ thì đưa ra n là số lẻ. Trên thực tế mình được phép bỏ ra chỗ này nhưng như trên vẫn hoàn toàn đúng. Bài kế tiếp, bài số 17. Đưa ra số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5. Đấy. Nếu chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5, xe chung ngược lại xe phô. Lợi nhớ format lại code trước khi nộp bài nhé. Tiếp đến bài số 18. Nhập AB tìm giá trị lớn nhất của AB. Ta xem thằng A là thằng lớn nhất, mang giá trị lớn nhất này so sánh với thằng B. Nếu thằng B mà lớn hơn nó thì gắn RMax chính là thằng B, sau đó đưa thằng RMax ra. Ở bài 19 thì cho ABC tìm giá trị nhỏ nhất. Ta xem thằng A là thằng nhỏ nhất, ta mang giá trị rmin này so sánh với thằng B. Nếu thằng B mà bé hơn, ta gắn rmin bằng thằng B. Nếu C bé hơn rmin thì gắn rmin bằng C. Và ta thực hiện là Vân Giang. Thực tế rồi ta tiếp tục nha. Kế tiếp thì ta sẽ sang bài 20. Đây, nhập ABC ta gắn ta sẽ thực hiện đi tìm giá trị, tìm hai phần tử có tổng lớn nhất theo tinh thần là ta tìm phần tử nhỏ nhất và loại bỏ phần tử nhỏ nhất đi, thì tổng hai thằng còn lại thì sẽ là hai thằng lớn nhất. Vậy thì ta để đi tìm giá trị nhỏ nhất, đầu tiên thì ta nhập ABC, ta gọi khởi tạo rmin bằng thằng A. Nếu rmin lớn hơn B thì thằng B mới bé hơn, ta gắn rmin bằng B, tức là lưu giá trị của B vào rmin. Tên biến ta có thể đặt là biến khác, nhưng thầy hay dùng rmin rmax để phân biệt cái thằng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Rồi, nếu rmin lớn hơn C thì gắn rmin bằng C. Đấy, và sau đó ta thực hiện đưa z ra. Z là sẽ bằng là A cộng B cộng C trừ đi thằng rmin. Có ba bạn, trừ đi bạn cân nặng nhẹ nhất thì hai bạn còn lại kiểu gì tổng cân nặng cũng sẽ lớn hơn. Tiếp đến ta sang đây có Nguyên vừa nộp bài 27. Bài 27 yêu cầu là tìm số chẵn lớn nhất cho bốn số A, B, C, D. Cô Nguyên đẹp thật đấy, đẹp chuẩn như người mẫu. RMax ban đầu khởi tạo bằng 0. Lưu ý Nguyên nhé, khi tìm giá trị lớn nhất ta khởi tạo RMax bằng low long in em nhé. Low long in để đề phòng cái số này nó có giá trị là số âm. Em sửa lại thành low long in nhé. Nếu A chia hết cho 2 và A lớn hơn RMax thì thằng A chính là giá trị là số chẵn lớn nhất, ta gắn RMax bằng A. Đấy, tương tự như vậy, nếu B là số chẵn và RMax là B lớn hơn RMax thì gắn RMax bằng B. Nếu C là số chẵn và C lớn hơn RMax thì gắn RMax bằng C. Và tương tự như vậy. Các bạn ở đội Văn Yên thường code rất đẹp. Ở trước đây
Đội Văn Y năm ngoái có chị Hoài Băng, rồi có một chị nữa, thế là chị gì tự nhiên thấy chị đấy cô cũng đẹp lắm, có hai chị cô rất đẹp. À đúng rồi, chị Lê đấy, như là mấy chị ấy mà cốt đẹp là lộng lẫy luôn. Khi nào phải hỏi thăm lại chị Lệ, từ lúc thi xong học sinh giỏi thì chưa gặp lại, chưa thấy chị đấy online lại. Bài 28 thế. Đây là bạn đang đi tìm chữ số lớn nhất bằng sử dụng câu lệnh lập while, cũng được, hoàn toàn chấp nhận được. Đó là ở cái phần đề trước rồi, ta xem ở buổi này xem lúc hôm qua cũng rất nhiều bạn đọc bài, nó nằm ở trong một đi cơ thể để cấu hình nhầm sang đây, hiện bài của nhóm KCB5 này. Này. Thầy xem bài của Gia Bảo. Người Gia Bảo sử dụng 500 năm công sức. Bạn đi ghép tất cả bài này, bài 21 cho số ABC, yêu cầu hãy ghép nó thành số có ba chữ số lớn nhất. Bạn ghép tất cả các khả năng, sau đó bạn đi tìm giá trị lớn nhất đấy, chuyện đấy. Sau đó bạn đưa giá trị lớn nhất ra, hoàn toàn hợp lý. Bài 24, bài này bài là tính chu vi và diện tích tam giác theo công thức Hero. Bài 23. Bài 23 này thì thấy hơi nguy hiểm một chút. Ông Gia Bảo, sau khi nhập ABC ta tính S là bằng bình phương. Bài 24 á. Bài này chỗ này Gia Bảo sửa lại chỗ này thành phần loát em nhé. Phần loát hoặc là double, sau đó em lấy thằng 1.0 nhân với thằng tử số nhé. Em sửa lại thành như này. Để S tử số thành số thực thì sẽ được. Rồi kế tiếp nữa ta sang bài của Quân. Quân làm bài rất tích cực với tốc độ thần thánh. Có đây khi nếu đề bài người ta cho ABC trên một dòng thì ta sẽ xây trên một dòng, nếu trên nhiều dòng ta xây trên nhiều dòng. Lưu ý khi cốt thì ta hạn chế cốt trên cùng một dòng như thế nhé. Thầy góp ý thêm, bởi vì Quân làm mà cốt rất nhanh. Vậy thì ta sẽ có thêm một chút. Đây bạn đang cốt bằng thằng giống như thằng Vision Code đấy. Bài này có vẻ như không đúng nhỉ? Bài này bài 21 của Quân chưa đúng. Bài được 10 điểm. Thì ta phải ghép nó lại nên là bài đấy chưa. Là ta xem nào, sau khi bạn nhập vào xong, lấy A1 cộng với A3, A2 cộng với A3, A1 cộng với A2. Chứ là bài này bài chọn hai số có tổng lớn nhất đúng không? Thì bạn là đưa ra tất cả có ba cái ghép, sau đó đi tìm giá trị lớn nhất của nó. À đây là tìm hai phần tử có tổng nhỏ nhất ạ. Nếu red lớn hơn C1 thì gắn red bằng C1, nếu red lớn hơn C2 thì gắn red bằng C2. Xem red. Bài 31. Bài 30. À, tức là em đổi sang sâu, khi nãy thầy nhìn không kỹ. Tức là em đọc nó vào một sâu à? À, rất lợi hại đấy. Em đọc nó vào một sâu, sau đó em ghép nó lại với nhau, sau đó em đi tìm giá trị lớn nhất của nó. Lưu ý khi tìm giá trị lớn nhất của sâu làm như thế này thì nó không đúng hoàn toàn em nhé. Bởi vì cái việc so sánh hai sâu thì nó có một cái đặc điểm khá lạ. Ví dụ như thầy có sâu là 2, 3, 4 và thầy có sâu 35. Thì khi so sánh thằng
Z với thằng C1, đây là thằng Z với thằng C1, thì khi đó cái thằng 35 này nó lại lớn hơn thằng 234. Ở cái bài này lợi đi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và đi tìm thằng giữa. Sau đó bạn ghép nó lại thành một số có giá trị lớn nhất. Ý tưởng của lợi bài này được. Nên ở trong khi so sánh sâu thì ta cũng cẩn trọng là với cái việc so sánh nhé, trực tiếp, bởi vì khi so sánh sâu thì giá trị đó sẽ khác. Tuy nhiên thì ở trong cái đặc điểm của cái bài toán này là do Quân làm nó vẫn trả ra kết quả đúng, bởi lẽ các cái số này nó có cùng độ dài với nhau nên nó vẫn ra được kết quả đúng nhé. Rồi Vân Giang, 2 giây nữa em sẽ chia sẻ màn hình nhé. Rồi, ok. Rồi như vậy thì qua đây thì ta thấy Quân có khả năng code rất tốt. Xem nàng Vân Giang này. Nàng Vân Giang đang nộp tới bài 18 rồi. Rồi. Xin mời chỗ. Rồi, chia sẻ. C phần. Thầy đang tìm xem Series đã để bật chế độ chia sẻ chưa thì nàng có nàng cướp sóng luôn. Bài 19 thì bước đầu tiên em nhập ABC, thì ở cái dòng số 11, dòng số 13 thì em bỏ cái dấu chấm phẩy ở cuối dòng. Bởi vì cấu trúc câu lệnh dễ nhánh dạng một thì nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện khối lệnh. Ngoài ra con gái nên có đặc điểm là cốt rất đẹp. Cũng bao nhiêu năm dạy thì thầy mới phát hiện ra các bạn nữ thường cốt đẹp hơn các bạn nam. Không biết các bạn nam trong lớp mình có vượt qua được không? Chưa khai báo biến rmin, em khai báo bổ sung một cái biến rmin ở dòng số 9 ấy. Bổ sung thêm biến rmin vào. Nguyên được cái lợi đẹp trai thôi chứ còn cốt đẹp thì chưa chắc đã lại được với Vân Giang. Hôm nào tao phải thi đấu cốt mới được, bởi vì sau này cái sản phẩm của mình đưa cho khách hàng ngoài cái sản phẩm ứng dụng ra thì nếu mà người ta đòi hỏi cái trong quá trình mình thuyết trình cốt mẫu ấy, thì mình phải show cốt của mình lên, thì cốt mình phải đẹp và chuẩn chuyên nghiệp. Vân Giang, bài này ra kết quả rồi chứ em? Rồi ok. Như vậy thì ở cái phần này tới thời điểm này thì qua đây thì ta nhận thấy ở cái bài tập về nhà ta đã làm tới đến bài 331, còn bài equation nữa. Bài equation này xem cho Vân Giang rồi, ok rồi. Hôm nay Dũng nghỉ, Việt cũng nghỉ. Này có Dũng Việt với bạn này, Gia Hân nghỉ. Trời ơi các bạn được đi du lịch sướng thế. Rồi bây giờ thầy cho mình tiếp tục với nội dung của hôm nay. Quên, thầy vừa bảo làm đây xong để với bài ISO equation của Quân. Quân đã phun điểm bài equation chưa? Dạ chưa thầy. Cố lên, được bao nhiêu em, được bao nhiêu điểm? À bị đang còn sai mấy tên, Dạ em được 6,5 điểm. trên mấy? Trên 10. Như vậy vẫn còn một vài test chưa đúng nữa. Vậy thì thử mò xem, thầy nghĩ chắc là chỗ nào cái có khả năng là chỗ phần xử lý dấu hay là phần nào đấy xử lý khéo léo một chút. Rồi bây giờ thầy gửi thêm tiếp cái nội dung về cấu trúc lặp sang phần cấu trúc lặp gửi cho Quân, sau đó thầy cho thầy chữa tiếp các cái bài cho các bạn. Lạc qua. Đợi thêm 1 giây. Để kiểm tra xem.
Sao Vân ra bài nào đấy em? Bài 19 à? Để tí để thầy gửi bài vào trong nhóm. Đợt này em đợi học là quá học lại phần này là quá hợp lý lại. Hôm trước cái bài này đã làm chưa Quân nhỉ? Dạ chưa thể. Rồi ok thì gửi tới cái quyển này, bởi vì cái quyển này nó song song với quyển kia thì làm hết phần bên này để làm phần bên kia. Con trai à, bài này giống như bài hôm trước ta làm được này tư cho nó làm việc có thực vào quay lại bên. để cho mình. Có Anh đi thể đà. con gì đấy Tiền đang xem cổ không? Hả? Tôi cho bố đi. đang Rồi buổi sáng thầy có lớp học bắt can cơ bản, các bạn nào thích thì vào học với một bạn trong Hà Tĩnh cho đỡ buồn nhé, và học cho vui. Rồi thầy vừa gửi bài ở trong rồi, Quân nó sẽ làm tiếp ở trong đấy nhé. Rồi bây giờ thầy cho mình sẽ tiếp tục với cái nội dung hôm nay. Như vậy thì ở cái phần vừa rồi thầy trò mình đang làm bài tập với câu lệnh rẽ nhánh. Câu lệnh rẽ nhánh thì nó có câu lệnh rẽ nhánh dạng 1 và câu lệnh rẽ nhánh dạng 2. Một số các bài tập liên quan tới câu lệnh rẽ nhánh như tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, rồi một số các cái thao tác liên quan tới tách các chữ số hoặc là làm một cái việc gì đấy trên sâu. À quên, làm một cái việc gì đấy để tính toán giá trị biểu thức. Bạn chờ tí.
Rồi, bây giờ ta sẽ chờ mình có thể bắt chậm quá. Hôm nào thì phải giàu có thì phải đổi ngay con server này mới được. Con server có thể đến nâng cấp RAM lên tới 16 GB rồi nhưng mà vẫn không lại được. Các bạn học sinh như chấm bài có mấy cái server online thì rất khó để giữ được nó lâu dài, hở cái là nó chết mà không hở nó vẫn chết. Thuê server thì đắt quá, server miễn phí thì nó hay chết. À, rồi bây giờ thầy sẽ chữa cái phần nội dung bài tập về nhà của buổi trước. Bây giờ ta sẽ chữa nhanh nhé. Bắt đầu từ bài số sau nàng Vân Giang mới tới bài 19 nhỉ? Đúng rồi thầy. Em lớp 3 điểm. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chờ thầy 1 giây. Thầy đã gửi bài ở trong bài tập trong nhóm, các bạn bắt đầu làm luôn nhé. Đâu nhỉ? Hôm nay là ngày 20 tháng 4. Vân Giang. Sau khi nhập ABC, nếu A đang còn thằng A nữa, em phải gắn thêm thằng Rmin bằng A nữa nhé. Em xem thằng A là thằng tốt nhất, em mang giá trị tốt nhất này so sánh lần lượt với những thằng còn lại, thằng nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó. Ở đây thì ta thấy thằng B bé hơn, ta gắn Rmin bằng thằng B, ta gán giá trị Rmin bằng B, ta gán giá trị Rmin bằng C, sau đó ta xem Rmin ra. Người ta bảo, ta xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất nhé. Rồi Vân Giang sửa lại chỗ này, thêm câu lệnh này vào chỗ này. À, bạn trẻ khoảng 1 giây để người làm việc bí mật. Ôi à, có thể mua cho cốc chè mà thầy đi bỏ mãi nó mới ra được. Rồi Vân Giang chắc ok rồi chứ. Rồi bây giờ các bạn thấy ta cần chữa từ bài bao nhiêu? Xin mời các bạn comment cho thầy biết. Để ta sẽ chữa từ bài bao nhiêu nào.
À, thấy giờ được vào. Cái máy của thầy, cái máy năm 2014 nên nó không thể nâng cấp lên RAM, nó lên 16 GB là hết à. Về chỉ nâng được con CPU lên, mà CPU thì không thể nâng được vì con này là chip dán. Vậy thì chỉ có đổi con máy khác. Con máy của thầy bây giờ giá nó hẳn 2 triệu. Nâng cấp lên khoảng tầm 5 triệu rồi mà vẫn không lại được. À, các bạn comment cho thầy biết ta sẽ chữa bài bao nhiêu. À, Gia Bảo thì đề xuất là bài 27, Nguyên 28, Khánh Việt, Quân và Vân Giang cần chữa bài bao nhiêu? Thầy bui được con PC trăm củ, sau đó thầy ra gốc xoài ngủ với cái con PC đấy. Quân y qua sần nghĩ tiếp đi. Dạ, Vân Giang cần chữa bài nào? Vân Giang khi mà chữa lành đập cho phát bây giờ. Hôm trước chúng ta chưa đến bài số 20 rồi đúng không nhỉ? Thế đây hôm trước ta thầy cho mình chưa đến bài bao nhiêu rồi nhỉ? Ta chưa đến bài 20 rồi đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh từ bài 20, ta tua nhanh một tí nhé. Ở bài 20 thì các bạn nhận thấy nào, đề bài là cho số nguyên dương ABC, tìm hai số có tổng lớn nhất. Vậy thì như hôm qua thì ta vừa đề cập đến, để tìm được hai số có tổng lớn nhất thì thầy trò mình sẽ thực hiện cái công việc là đi tìm cái thằng giá có giá trị nhỏ nhất, sau đó xóa cái thằng giá trị nhỏ nhất đi. Hoặc là mình cũng có thể tiếp cận theo cái hướng khác là mình ghép tất cả các khả năng chọn ra, giống như cái này xem bài của bạn Quân ấy, ta có thể chọn ra hai thằng bất kỳ, sau đó tổng của thằng nào lớn hơn thì thằng đấy lớn hơn. Vậy thì với cái phương án như trên thì ta hoàn toàn có thể giải quyết được bài toán số 20. Ở trong thuật toán số 20 này thì thầy đã gửi, à quên, thầy đã gửi hướng cho thuật toán ở trong nhóm Zalo. Tôi xin mời Vân Giang chia sẻ nhanh bài làm bài bài 20 nào. Xin mời Gia Bảo, Khánh Việt, Lợi và Quân và Nguyên làm tiếp các bài đang gửi trong nhóm nhé. Để thầy đảm bảo chữa được tất cả các bài thầy đang hướng dẫn các em. Thầy đang tắt cam lý do là thầy đang nhai nhồm nhoàm ăn cốc chè thập cẩm vợ thầy mới mua. Thầy mời các em nhé, quên mất, quên không mời Vân Giang và các bạn. Mời Quân nhé. Khi nào Quân xuống Yên Bái thầy sẽ bao đi ăn chè. Không biết Quân được khi nào ra được Yên Bái đây. Ông Nguyên sáng nửa đêm đấy ông có cả bánh giám. Yên tâm, riêng bao ăn uống, bao Quân thoải mái.
Đập cho bà phân ra một cái bây giờ. Đề bài 20, đề bài cho số A, B và C. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm ra hai thằng có tổng lớn nhất. Vân Giang xem hướng dẫn thuật toán ở trong nhóm Zalo thầy đã gửi rồi. Thấy chưa? Rồi ạ. Rồi, cốt theo thấy gương. Ok. Đi tìm hai thằng có tổng lớn nhất thì ta đi tìm cái thằng bé nhất, sau đó ta trừ nó ra ngoài. Trong ba thằng thì thằng đó sẽ là thằng. Vậy thì bài toán quay về bài toán đi tìm giá trị nhỏ nhất của ba số. Cốt nhanh tay. Thầy đã ăn xong không kẹt thầy thần tốc phía bên kia. Sao bảo ở cùng Khánh Viện với các bạn tiếp tục làm bài. Có bạn nào đang cần phải giúp đỡ chỗ nào thì nhắn vào nhóm Zalo để thầy hỗ trợ. Ủa, sao nó ra gì? Quay lại đề bài nào. Em tạo file in sai rồi. File in của em là bài 20 chấm à phẩy INP. Em remove nó đi.
À, về đây bằng Anh nha. Hôm nay mọi các bạn học sinh nộp nhiều quá nên hệ thống đang bị lỗi. À quên, cái server nó đang chờ tí thầy sẽ ấy lên. Rồi, phân ra xong. À, ta sẽ sang tiếp bài 21 nhé. Chờ thầy một tí để thầy viết lại cái bảng này nhé. À, trước khi sang đấy thì ta sẽ tua nhanh nhé, ở cái bài số 21. Ở bài 21 chúng ta vận dụng câu lệnh rẽ nhánh để làm một cái bài toán khá hay. À, ở bài này thì Gia Bảo cùng với các bạn nhận thấy như thế này. Thì bài cho số nguyên dương A và B, tìm hai số có tìm số có hai chữ số lớn nhất ghép đấy, được bởi số A với số B. Thì để như vậy thì ta nhận thấy rằng cho số A và số B ghép thế nào để thu được giá trị lớn nhất, thì đó là ta luôn có một cái bài toán đó và ta để ghép được thành số lớn nhất. À thì thầy sẽ thầy đấy cô Dũng nó vào. Vậy thì để ở cái bài toán 21 này, cái đề thì thầy chồng mình đã gửi ở trong nhóm Zalo, thì các bạn nhận thấy để thu được cái chữ số lớn nhất thì rõ ràng cái thằng số lớn nhất sẽ được phải ghép ở hàng chục và cái chữ số nhỏ nhất phải ghép ở hàng đơn vị, đúng không? Ví dụ như thầy có số 7 và số 8 thì phải ghép số 8 đứng trước số 7 đấy. Vậy thì ở cái bài toán này nó quay quy về bài toán là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Đấy, tìm giá trị lớn nhất thầy lưu nó vào Rmax, tìm giá trị nhỏ nhất thầy lưu nó vào Rmin, và khi đó kết quả của bài toán của thằng chúng ta thì nó sẽ bằng là thằng Rmax nhân với 10 cộng với thằng Rmin, đúng không? Rồi, biết được như thế thì thầy trò mình sẽ tiếp cận và làm việc nó như sau. Đầu tiên thì ở bước 1 các bạn sẽ nhập AB. Bước thứ hai các bạn sẽ thực hiện tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất của A và B. Để tìm giá trị lớn nhất thì ta xem A là thằng lớn nhất, ta gắn Rmax gắn giá trị bằng A. Nếu Rmax nhỏ hơn B thì ta gắn Rmax bằng B. Đây là ta tìm được giá trị lớn nhất rồi. Sau đó để đi tìm giá trị nhỏ nhất. Thì ta gắn Rmin bằng A. Nếu Rmin lớn hơn B thì chứng tỏ thằng B bé hơn, ta gắn Rmin bằng B. Nếu Rmin lớn hơn C thì ta gắn Rmin bằng C. Đấy, ví dụ như có bao nhiêu thằng ta đều so sánh như vậy. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng là đấy, thì sửa lại nó thành chữ nếu để cho nó đúng thuật toán. Sau đó ta ghép kết quả được là số lớn nhất sẽ đứng ở hàng chục. Đấy, số lớn nhất đứng ở hàng chục, số nhỏ hơn sẽ đứng ở hàng đơn vị. Hay sao Công Dung chấm gì đây? Như vậy thì ta sẽ làm bài toán số 21 theo hướng trên. Các bạn làm bài 21 rồi thì các bạn làm tiếp nội dung ở trong bài nhé. Vừa thấy ông Dung vào ông lại bay màu đâu mất rồi. À quên, thầy bảo thầy gửi ở trong Zalo thầy này để xem. Và thầy Nguyên vẫn đang vừa thấy giúp bay vào rồi lại bay ra như chim. Nào ông Lợi đặt cho ông một phép bây giờ. Nếu d nhỏ hơn không, không phải cell không có và cell ra chữ năn chứ không phải khi cell chứ không có. Nếu d bằng không tính x một bằng trừ b, chỗ trừ b lợi nhân với 1.0 nữa nhá, trừ 1.0 nhân với b chia cho 2a, sau đó mới cell fit separation ra x 2 1. Rồi, ok. Ok, Quân Dũng khi nào có điều kiện sắm ngay con chip MacBook chip M3.
Nguyên ơi, có rất nhiều các phần mềm mà cài driver mà. Cần gì phải cứu, lên Google tải có một rổ. Cần thiết thì cài lại Windows, có gì đâu. Lợi sửa lại bài một chút nhá. Rồi xin mời Dũng chia sẻ là bài làm của bài số 21. Các bạn nhanh tay thực hiện nhanh nhé. Thầy hy vọng là qua cái khóa thầy dạy này, theo cái chương trình là dạy thì các bạn là 20 buổi, nhưng mà thực tế thì người ta vẫn phải đảm bảo được cái chất lượng đầu ra. Nên sau khi dạy cái khóa học lần này thì phải đảm bảo được cái chất lượng của các bạn, thì khi đó thì lớp ta mới nghỉ. Còn nếu không thì thầy cũng sẽ mời các bạn tham dự các cái khóa học khác để đảm bảo được là khi ta học mất lệ phí học thì ta sẽ phải thu được cái gì đấy. Mà cái cách thu được nhiều nhất đó chính là phải đạt được cái mục tiêu của chương trình đề ra. Cái lượng bài các bạn đọc bài nhiều quá, thôi thầy cứ liên, thôi thầy cứ liên. Dũng Quá. chơi, Dũng Làm chơi. luôn, làm luôn. Các bạn khá Các bạn khá khá tiếp tục tiếp tục làm nhé. các bạn nhé. Xong Sao Dũng ơi, Dũng đang làm bài Dũng nào, đang đang làm làm bài nào đây?
Lợi chia sẻ màn hình nhé. Xin mời Lợi chia sẻ nào em. Ở cái dòng số 17 em ghi là 1.0 nhân với x2 à, nhân với b 1.0 nhân đấy. Nếu 1.0 nhân nhân vào bên trong luôn đi. Đấy. Không, lấy b ấy, lấy trừ b nhân 1.0. Nhân 1.0. Rồi chạy thử chương trình xem sao. À, sao lại nhập D nhỉ? Đề bài người ta cho ABC hay giải phương trình, giải và biện luận phương trình, sao lại có chữ nhập D ở đấy? Dòng số 10 xóa thằng CID đi. Đọc đề các bạn cần phải phân biệt đề cho gì và cần tìm cái gì. Chạy thử chương trình xem sao. Em vào view chọn lớp. Vào thẻ view chọn lớp. Thẻ view ở trên menu mà. View nó nằm chỗ nào? Trên menu ở trên bên kia, file exit view insert này đây. Vào view chọn lốc cái dòng thứ tư đấy rồi. Ok, cửa sổ lốc nó chạy đâu mất tiêu rồi. Đấy, có cửa sổ lốc nó bé bé ngay chỗ số 28 ấy. Đấy, kéo kéo to cái cửa đấy ra. Kéo sang phải. Đưa trỏ chuột đến đường viền của nó để mình biến được rồi, dưới chuột trái kéo nó ra. Rồi kéo nó lên. Rồi. Kéo xuống dưới đó. Nó báo là bài này đang bị lỗi. Rồi về em ấn nút chạy chương trình nhá. Ủa? Cần nhớ đi. Nhớ kiểm tra lại file in nè. Rồi quay lại chương trình nhé. Đấy, em nhấn chuột phải chọn format lại code cho nó đẹp lộng lẫy lên. Có vẻ đúng rồi nhỉ. Lời có code xong gửi vào nhóm Zalo sang bên này thầy thử chạy thử xem sao. Hay do máy của em nó bị ngáo. Các bạn khác tiếp tục làm các bài nhé. Vân Giang tiếp tục làm bài nhé. Sao thế Vân Giang?
Lời code của em nó vẫn chạy ra chương trình mà. Chắc là do máy của em code block bị lỗi thôi. Em cài đặt lại là được nhé. Bên máy thầy nó vẫn chạy ra bình thường nhé. Em cài lại code block phiên bản mà khác đi. Vì nhìn những cái code như thế mình đoán cũng không vấn đề gì. Rồi Vân Giang có hỏi bài số 21. Rồi xin mời Vân Giang chia sẻ bài làm ạ. Em giải đến là cài lại bản mà thầy đã gửi. Chắc là do dùng lâu ngày nó lại hỏng. Xin mời nàng Vân Giang hoặc là bạn nào chia sẻ bài làm bài số 21. Nhanh tay lên cái để ta làm nhiều bài nhất có thể. Ở cái dòng số 7 em vẫn enter tụt xuống MC in AB đi. Nếu những bài này cho cái gì thì mình nhập cái đấy. Thầy cho mình đang học lập trình cơ bản nên các bạn sẽ cố gắng làm chủ được ngôn ngữ lập trình sớm để ta học thuật toán nâng cao. Khánh Việt có nội dung gì cần phải chia sẻ không anh? Rồi, xin cảm ơn Vân Giang. Xin mời Khánh Việt chia sẻ bài làm. Việt làm đến bài bao nhiêu rồi em? Ừ, thì xin mời Việt chia sẻ luôn bài làm 21 này. Vân Giang và các bạn đọc tiếp bài 22. Cố lên. Các bạn thấy hôm nay thầy có cái ghế ngầu không? Ừ. Cái ghế này thầy hay ngồi để dạy online. Mấy hôm nay thầy chuyển xuống dưới ở dưới tầng 1 cho nó mát thì chưa thể mang theo được. Hôm nay mới thả nó xuống được. Ngồi cho đỡ đau lưng. Hôm nào có tiền mua được cái ghế cũng giống như anh Độ Mixi ngồi cực phê. Rồi quay lại code chương trình nào. Em nhấn chuột phải chuột format lại code đi. Rồi gắn rờ mắt bằng A. Em xóa cái dòng 12 đi. Rồi xóa luôn cái dòng 15 đi. Quên. Cái dòng 12 em sửa lại thành là rờ mắt nhỏ hơn B. Rồi, nếu rờ mắt nhỏ hơn B thì gắn rờ mắt bằng B, bỏ chữ L đi. Rồi bây giờ em bật enter chỗ đấy tụt xuống. Em gắn rờ min bằng A. Rồi nếu nếu rờ min nhỏ hơn B thì gắn rờ min bằng B. Không cần đâu, sau câu lệnh if nếu chỉ có một lệnh thì không cần cái câu ca còn cặp ngoặc đấy. Chỉ khi nào có nhiều lệnh thì ta mới gom nó vào một cặp. Nó báo cái gì? À đây là báo chưa khai báo biến này. Khai báo bổ sung các biến cần thiết vào.
Phát hiện nhanh ghê. Rồi, cảm ơn Việt, Việt đọc bài nhé. À, Dũng đã xong bài này chưa em? Trong khoảng thời gian này Nguyên với Quân đang làm tốt, em cứ chạy tốc độ đi nhé. À, không cần chờ đợi. À, cứ bạn nào mạnh làm trước. Nào, xin mời Dũng chia sẻ màn hình. Nào Dũng chia sẻ nhanh. Nhanh. Ôi Này giời kêu này. À đây bài 23, đây bài 23. Bài 21 đâu? Bài 21 đâu? Làm luôn đi, làm luôn đi. Tắt kho tiếng Việt Tắt để kho tiếng thu Việt để nhanh.
Gõ nhanh tay lên Gõ Zoom. nhanh tay lên Zoom. Bây giờ có Bây giờ có 30 30 bài bài toán. toán. Giang. Thôi cố gắng Thôi làm, thêm vài bài nữa. thêm vài bài. Mai mình nghỉ Mai mà mình nó. nghỉ mà nó. Ôi trời, ôi trời. Mày 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 mày. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ông Dung đang làm Ông bài Dung đang hai. làm bài hai. Bây giờ làm bài Bây giờ hai, làm làm bài bài hai. hai. Bài 21 thầy Bài gửi, 21 thầy gửi thầy ông Zalo gửi mà, Zalo mà. Rồi, xin mời Gia Bảo hỏi bài 27 thì hỏi đi em. Em chia sẻ màn hình luôn. Nhớ chuột phải format lại code đi cho nó đẹp. Không phải C ở dòng 12, không phải CL, không phải CLA mà em phải gặp Z bằng A. Tương tự như vậy với các cái dòng 16, 20.
Dũng nhanh lên nha, sau khi Gia Bảo làm xong bài này đến lượt em. Ta không có thời gian quay lại nên ta chỉ học hết một lượt đi. Chính vì thế ta học phải dành nhiều thời gian trống để làm bài. Các bạn làm ngày làm đêm thì các bạn kỹ năng lập trình mới tốt được như vậy nên mình cũng phải đầu tư thời gian. Cố gắng làm bài càng nhiều, làm đi làm lại cái hệ thống bài thầy đã gửi ở trong nhóm để và tạo ra được cái phản xạ thật tốt. Xóa dòng 34 đi. Ấn tổ hợp, ấn Ctrl Z lại đi. Ấn Ctrl Z để nó ăn. Rồi, ấn Ctrl A để select all. Rồi Ctrl C để copy. Rồi sau đó nộp vào vào trình chiếu nộp bài. Xin mời cô Dung chia sẻ bài làm. Rồi, xin cảm ơn Gia Bảo. Quân tiếp tục nhé. Nguyên rồi. Lợi thế. Cứ làm lại tất cả các hệ thống bài này lợi nhé. Bài nào cũng phải làm lại. Để biến thành kỹ năng nào. Rồi, xin mời Dũng chia sẻ bài làm. Không phải xem lại, làm luôn, làm được tới đâu thầy hướng dẫn tới đấy, chia sẻ màn hình luôn, làm luôn. Nãy giờ chưa có được. Rồi. Bắt đầu từ bước Bắt một, đầu từ bước một. Đỗ Lợi Đỗ Lợi cài thì đài mới biết, mới biết.
Nên một tư duy gì Nên một nữa? tư duy gì nữa? Sau ghi giờ Sau mắc ghi ghi giờ giờ mắc mắc ăn ăn đấy đấy. Em bật cái cửa em sổ, bật cái cửa sổ và toàn ăn là toàn bật ăn là bật phốt bật vào bật lốc bật bật một bật bên, toán một bên. Đề bài bây Đề giờ bài bây giờ là A và B, A và B. Ở bây giờ em không ở được bây giờ em không biết là em bắc bằng bắt A, đầu bắc bằng A. Chứ nếu thì thay chứ bằng nếu chữ, thì thay bằng chữ. Cứ nguyên như thế cứ mà nguyên như thế mà con làm thôi, mà làm thôi mà. Cái dòng số 5 cái kia, dòng số số 5 năm kia kia bây mắc giờ mắc kiểu T nhất, kiểu T nhất. kiểu kiểu dữ liệu của kiểu nó dữ là liệu của nó là T, là T. Hoặc là lo lắng lo lo cốt nhanh cái tay lên, nhanh cái tay lên. Ở trong thuật toán, trong thuật toán là nếu là mắc nhỏ hơn là B, nhỏ hơn khi nếu là B, mắc khi bằng nếu B là mắc bằng B. Cái dòng đấy đâu, cái dòng đấy đâu. Thế đang mà lâu đấy, mà lâu đấy từ nếu ghi từ như thế nếu nào, ghi như thế nào làm gì mà lờ làm già gì lờ mà lờ lờ già già lờ già ghi nếu ghi r mắc nếu nhỏ r hơn mắc b, nhỏ thì hơn nếu b mắc bằng thì nếu mắc b, bằng b từ nếu phải ghi từ bằng nếu nếu phải phải ghi bằng ghi tiếng bằng Việt à, tiếng Việt à thật mệt quá, thật mệt quá. Có chữ ít có chữ mà, ít vừa học câu loại vừa học z, câu loại một z, câu bài z z nhánh câu thằng bài hai z nhánh xong, thằng hai xong mở ngoặc mở ra, ngoặc ra không biết về nhà có biết xem về lại nhà bài có tập xem lại không, bài tập nhé.
Làm theo tiếp Làm theo, theo tiếp. Sang bước ba, sang bước ba. Eo ở đâu đấy, eo ở đâu đấy. Đề bài yêu cầu Đề là bài gì? yêu cầu là gì? Đưa hết ra, Đưa đưa hết lệnh ra. Câu lệnh đi nào, đi nào, viết một viết biến kết một quả ra biến ngoài kết màn hình, quả ra ra ngoài ngoài màn màn hình. hình. Xeo red ra đi, Xe red ra đi. À, cho dòng à, 19, cho dòng 19. Ấn chị lên tôi lên tụt xuống, ấn lên tụt xuống. Sai xóa đi, sai xóa đi. Ấn phím ấn undo, quay phím trở lại. undo quay trở lại. Phím undo ở Phím trên undo ở trên view cảnh bài ấy, view bài ấy. Cái mũi tên xe màu mũi xanh, tên xe trên màu cảnh xanh trên bài ấy. Đấy, đấy. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Xóa cái xóa 19 19 con, con 19 con. Rồi nếu là mắc rồi lớn nếu hơn, không mắc lớn hơn không? À quên, cậu à cũng quên, không phải nếu nhất, không phải cậu nếu nhất, cũng không phải em xe xe được hết đây. Đề bài nếu người đề ta bài bảo, nếu mỗi người ta đưa kết bảo mỗi đưa quả kết quả là lần mò là lần mò. Cái bước 4, đưa bước một đưa Z ra theo thì chỗ này theo không? thì chỗ này không tốc độ gõ bàn tốc phím độ của gõ em phải bàn tăng phím tốc của em lên, phải tăng tốc lên có một số có một số các cái trang Typing typing Racing hoặc là sử dụng hoặc là sử dụng thằng thằng Typing luyện gõ 10 ngón luyện đi, gõ 10 ngón đi đưa biến Z đưa ra, biến chấm phẩy chấm phẩy mở ngoặc kép làm, mở ngoặc gì kép làm gì? Tắt cái gõ tiếng tắt Việt cái đi, gõ gõ tiếng cho nó Việt đi, gõ cho nó chết. Gõ gì đấy, gõ gì đấy. Chấm phẩy là chấm xong đấy, phẩy là còn xong xong đấy, còn gì? Rồi return rồi không, return không. Rồi, kết thúc chương rồi trình, kết kết thúc chương trình. Cái dấu đóng ngoặc, cái kết dấu thúc đóng chương trình, ngoặc kết kết thúc thúc chương trình. Close cái close project, cái project enter vào, enter vào nháy trước phải vào nháy bài, trước hết phải vào vào bài, bài hết close vào close project. Chuột phải ở bên chuột trên, phải chuột ở bên bên trên hai, bên hai. Cái bài 23 là cái bài bài nào 23 là bài nào?
Rồi nút chạy chương trình, Rồi. nút chạy chương trình. Ở dòng Ở 21 thêm dòng 21 21 thêm vào vào. trong cửa sổ Trong báo cửa sổ lỗi nhà biến ra mắt, biến biến ra ra mắt mắt khi khi khai báo báo của của chương khai trình, báo đầu của chương chương trình, trình. đầu chương trình. À đây không, đây không À phải, đây đấy, không, đây không phải, từ đây chụp phải, ảnh. từ chụp ảnh. Có môi dấu chấm phẩy, Có là một dấu gì chấm mà phẩy là từ đây mẫu đây. Quyết định quyết nhanh, định nhanh. Quay lên trên quay đầu lên trên trên đầu hai trên báo biến hai AB, báo biến biểu biến AB độ kiện lên biến độ lên. Biến red chưa khai biến báo, red chưa khai báo. Kéo xuống dưới Kéo chương trình, xuống dưới sao chương nó báo là trình, sao dòng nó báo là 32 dòng 32 32 cái gì đấy. kéo xuống dưới nữa đi Kéo nào, xuống dưới nữa đi nào. Ấn trò chuột, ấn trò trọng chuột 22, 22 ấn hai phím. Ấn phím đi, ấn phím đi. phím đen Ấn phím delete trên ấn bàn phím phím, delete trên bàn phím. Xem nó phía dưới xem nó có, nó phía dưới nó có. Xóa cần lực cứ đi, xóa xóa cần lực đi. Rồi nút chạy chương rồi trình, nút chạy chương trình. Rồi, rồi. Làm việc với làm tệp, việc với tệp. Mở tệp mới, mở tệp mới. Và số 8 và Và số 8 và số 86 là bộ test 86 là khác, bộ bộ test khác. Quay lại chương trình quay chính, lại chương trình chính. Cái dòng số 9, cái dòng dòng số 9 bài số 21 chấm bài 21 chấm 21 in. Nhập lại file nhập input lại đi, file input đi, input hết dữ liệu đi, rồi, hết hết dữ dữ liệu liệu rồi. rồi. Rồi, quay lại chương Rồi, trình chúng chính em em, chương trình chính em. comment lại code. Nhấn chuột phải, nhấn chuột phải. Chọn dòng thứ tư, Chọn chọn dòng dòng thứ thứ tư tư từ từ. phía bên. Rồi. Các bạn khác cũng Các thế, bạn khác khác cũng của thế, bài khi muốn có comment bài như thế muốn nhá, comment như thế nhá. Rồi dung nó bài lên hệ thống xem được bao nhiêu điểm. Chưa xem điểm của nó đã thoát mất, liều thật. Đó là bài số 21. Ta sang kiếp bài số 221.
Dũng nộp bài lên trên hệ thống nhé. Dành nhiều thời gian để cốt hơn nữa. Cái dịp này đang tranh thủ nghỉ lễ, vừa kết hợp học và vừa kết hợp dành thời gian chống một lúc là bật máy lên làm bài luôn. Mấy ông kia đang ngồi tiếp thị mua cạc màn hình hay sao? Nhớ mua tặng thầy một chiếc, nhưng mà mua xong biết thầy cắm vào đâu. Tuần sau cả thế giới đều kiểm tra rồi ạ. Để thầy xem bài của mình. Bài nào đấy Quân? Bài A77. Ở cái bài này thì nó chủ yếu là kiểm tra xem, thứ nhất kiểu dữ liệu thì Quân sẽ sử dụng kiểu double nhé, thì nó chính xác hơn. Sau khi nhập số này xong thì plot bằng N9 chia 5. Em chỉ cần sử dụng sang kiểu double được. Cái chỗ này thì mình kinh nghiệm như thế này cũng được, sửa lại thành double ở đây là được nhé. Còn lại là ok Quân nhé. Nên với những cái bài đơn giản, cái kiểu bài đổi dề đấy, nhiều khi mà cái kiểu float trông thế thôi, nó sai số nó lớp khá lớn. Rồi kế tiếp ta sang bài số 3. Đề bài người ta cho ba số nguyên dương ABC, à, ba số nguyên ABC, không có chữ dương để thầy xóa đây đi. Cho ba số nguyên ABC, trong đó không đồng thời bằng không. À, bây giờ người ta yêu cầu hãy ghép số này thành một cái số nguyên mà là một số có ba chữ số, sao cho giá trị của số đó là lớn nhất. Đấy. Sao cho giá trị của số đó là lớn nhất. Đó là bài số 221. Vậy thì ở cái bài toán này chúng ta sẽ thực hiện tiếp cận bài toán theo hướng thực hiện là đi tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất và sau đó tìm cái thằng ở giữa. Ngoài ra thì mình cũng có rất nhiều cái hướng khác để đi tìm về cho ba số này. Vậy thì ta có thể tiếp cận nó theo cái hướng như sau. Đầu tiên theo hướng thứ nhất thì bước đầu tiên thì ta sẽ thực hiện ghép các cái số này lần lượt là thành các biến R1, R2, R3, R4, R5 và R6. Có ba số thì ta có tất cả có 6 cách ghép, là có ba giai thừa là số lượng hoán vị mà, thì nó sẽ là có 6 cách ghép. Vậy thì sau khi thực hiện cái việc trên xong thì ta thu được R1, R2, R3, R4, R5, R6. Người ta hỏi rằng trong các cách này thì số nào là số lớn nhất? Vậy thì ta sẽ thực hiện đi tìm giá trị lớn nhất của nó. Thì ta thực hiện đi tìm giá trị lớn nhất. Vậy thì bây giờ để đi tìm giá trị lớn nhất thì mình vẫn tiếp cận theo đúng tư tưởng của đề bài. Đề bài cho ta xem thằng R1 là thằng lớn nhất, ta mang R max so sánh lần lượt với những thằng còn lại. Nếu R max nhỏ hơn R2 thì gắn R max bằng R2, nếu R max nhỏ hơn R3 gắn R max bằng R3. Khi code chương trình các bạn có thể copy paste hoặc là ấn Ctrl D để double cái double một cái dòng nào đấy hoặc là duplicate một cái dòng nào đấy. Vậy thì với cái như trên thì ta đã giải quyết được bài toán. Sau khi tìm được giờ mắc thì ta đưa kết quả nó ra. Rồi xin mời các bạn làm bài này.
Nào xung phong làm bài 221 này, chia sẻ màn hình. Thì cái bài 7 của em nó vẫn có 3. Mất chiếc phút điểm à? Thấy chưa? Ok. Ở đây thì em nhân với 1.0 để chia cho 5. Công thức này nhỉ? C nhân 9 chia 5 cộng 3 2. À, em thử nhân nó với 1.0 chia cho 5 này xem sao. Con thử cái Anh này. à, được rồi thầy, nhưng mà tại tại sao lại dùng cái đó thầy? 1.0 nó là số thực. Thì thường thường thì ép kiểu số thực thì ta có hai kiểu. Kiểu ép thứ nhất là ta lấy thằng double nhân với nó. Double hoặc float mở ngoặc tên cái biến định f thành kiểu dữ liệu. Có cách thứ hai đó là mình nhân trực tiếp nó với một số thực. Khi nhân trực tiếp nó với một số thực thì nó sẽ là số thực. Và thì thông thường thầy hay sử dụng cái cách này hơn. À, À, dạ. còn Quân cũng đang thắc mắc tại sao em dùng float không được mà lại double lại được đúng không? Thì với cái bài toán này thì khi kích thước dữ liệu lớn ấy, thì thằng float trong quá trình nhân chia này nó lại trở về một cái số nó bị sai số. Thầy cũng đã thử rất nhiều các code bằng float nhưng mà nó đều không không chính xác, nên khi sử dụng kiểu double thì nó lại chính xác. Thế nên 12 triệu. Đấy, rồi xin mời nàng Vân Giang. Nàng Vân Giang đã chuẩn đi ngủ chưa? Vân Giang Vân đang Dạ. rồi xin mời Vân Giang chia sẻ làm bài số 221. Để em tìm. 1 giây hết. Em bảo 1 tí mà, em bảo 1 giây đâu. À, nhầm. Hết 1 tí. Bài này tên nó là bài 221 bí phật yêu cần phải chính xác. Có làm gì chưa? Con ăn tối chưa? Con ăn Đi rửa mặt đi nhé, mặt này quá đông. Lúc phút ngay tay lên dùng nhá. Thế thế còn mấy cái R1, R2, R3, R4, R5, R6 là như nào? Khai báo bổ sung ra thôi. Đó là mình thay vì kiểu mình tính một lần sau đó mình đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất đỡ phải gõ đi gõ lại cái biểu thức mình so sánh nhé. Thì mình khai báo bổ sung các cái biến đấy gọi là các biến trung gian.
Trong lúc bạn làm thì bạn nào cần hỗ trợ bài nào thì nhớ báo để thầy xem bài. Việt cũng tăng tốc lên nhá. Tốc độ, tốc độ. Có người nào bạn? Nhiều quá gõ trống mặt rồi vẫn ra.
Rồi sau đưa ra mắt ra. Không phải đi sell rồi mắc ra luôn. Dũng nhanh tay chuẩn bị chia sẻ màn hình nha. Cảm giác lạ gì hả ông Việt, gặp cho ông cà phê bây giờ cảm giác lạ, đó còn một rổ bài của thầy Thành đang còn chưa làm hết đấy. Thứ hai cũng giống như chủ nhật, bố biết đâu không nghe hi hi. Mày có tóc đâu mà khoe với anh chị gì không? Thiếu Em bà em lỗi nhỉ? dấu chấm phẩy cuối dòng đâu gì hả nàng ơi? Đặt cho Có đấy, nếu em có dấu chấm phẩy mà xong nó vẫn lỗi. Cái dòng 15 á. rồi format lại cô Thế đi. thế thế. Ok. À, do Cái em khai này. báo sửa lại ở ngay dòng số 7. Bố ơi, cái gì đây? Ở dòng số 7 ấy, em khai báo nó là Cái gì thành quỹ đấy? thường hết đi. Giờ 1, giờ 2, giờ Bố 3, giờ ơi, 4, dòng số 7 ấy. cái này là gì? Con trỏ chuột. Nào, dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Đấy, chữ R 1, R 2, R 3, R 4 em sử dụng chữ R thường ấy. Chữ thường chứ đừng dùng chữ hoa dòng số 7 ấy. À. Tương tự như vậy các chỗ dòng 8 cho đến dòng 9 cho đến dòng 14 mình cũng sửa nó thành chữ thường ấy. Đấy. Dọc đây một con nữa, một con đang đứng, có một con đang đứng trước cửa. Rồi. Không phải cắt đẹp trai quá thôi. Những bên này nhẹ này, một phát ở ngoài nhẹ bên ngoài này. Một đầu luôn. Hôm Thế nay có ơi, em thay rồi. quay trở lại tốt chương trình nào. À, nó báo biến rơ mắc chưa khai báo bổ sung thêm đi. Ta nhân 100 Khai báo bổ sung rơ mắc sau chữ R6. một đến 100, Đấy nhỉ. hai đến hai, hai đến 100, ba đến 100, bốn đến 100, năm đến 100. Mở file input nào. Và đi vũ Em đi xa. đồ ra đồ đây. Nàng ơi sao nàng nhập vào file out, đập cho nàng một phát bây giờ. Nhập bên file in chứ. Đồ ra À được chưa? ừ. Đồ Nhập lại ngay. ra được. Đây đang là file in hay file out đây. À file in này. Được. Đồ bố biết. Dạ, được không? Bố ta được luôn. Xong. Xong. Bài 221 mà tao là phải phải out đi.
Ở trong chương trình mình đang bài 2.1.in.a mà. Mà mình không sẽ đăng. Con đang răng rồi. Để răng có đủ được. Không. Đi còn em sao? Không. Lấy hộp luôn ra đây. Cái miệng đợi cuộc. Chạy chương trình nhanh. À, nghe đây. À, nghe. À, đang làm. Ở gì mà nháy chuột phải vào hai cái file dưới chọn remove nó đi. Có gì sai nó đi. Đi mua là dòng thứ tư mà. Rồi chạy lại chương trình xem sao. Sao chưa có cái gì nhỉ? Nếu chưa phải comment lại cũng nè. Mở bài 221.in. À, quay trở lại chương trình chính nhé. À, là cho CIN em tách thành 3 dòng CIN A, CIN B, CIN C. Các con đâu? Bởi vì ba thằng đấy nó nằm ở ba dòng khác các nhau. Các con đâu? 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 Nào dấu hai dấu lớn hơn đâu rồi? Rồi khoan nhá. À, Vân Giang để trò chuột ở ngay dòng số 9 đi. À thôi thì em thôi em làm luôn đi được. Rồi chạy thử chương trình xem sao. Con đâu? Con đâu? Con đâu? Đâu cả có con nhỉ? Thì có cái con. Fail của em. À, fail em đặt sai tên file rồi. Sao có dấu cách ở đấy? Nhấn chuột phải remove nó đi. Rồi em nhấn chuột phải vào project chọn add file. Nhấn chuột phải vào chữ bài 2. Bài 22 tự nhiên. Em cứ... À, rồi. Rồi. Bài 22, bài 22, một bài em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cuối cùng là Vân Giang cũng đã thành công nhé. Quá ngầu. Cứ với một cái cách tiếp cận và cái cách trình bày chương trình thì mình cũng sẽ cố gắng tự rút kinh nghiệm qua từng bài làm một. Rồi, xin cảm ơn Vân Giang. Và người ta tiếp tục như vậy thì với cái bài tập như trên thì các bạn đã nhận thấy rằng cái việc vận dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng 1 hoặc câu lệnh rẽ nhánh dạng 2 để đi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất thì ta đều quay theo cái mô hình bài toán là tìm cái thằng tốt nhất, sau đó ta cập nhật giá trị của nó, đúng không? Bắt đầu ta xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất, ta mang giá trị tốt nhất để so sánh lần lượt với những thằng còn lại, thằng nào mà tốt hơn nó thì ta cập nhật giá trị của nó. Được chưa?
Rồi hôm nay bây giờ cũng muộn rồi. Hôm nay thầy trò mình sẽ nghỉ ở đây nhé. Có ai có cần hỗ trợ bài nào không? Từ từ nhỉ. Các bạn khác để ý trong buổi trong trong từ giờ đến hết ngày mai, đến trước buổi học ngày mai thì ta sẽ làm xong cái phần là câu lệnh ra nhánh nhé, để ta chuyển sang phần kiểu lặp cấu trúc dữ liệu lặp. Đấy. Vân Giang có cái hình gì trông đẹp đấy. Gia Bảo bảo bài 30. Bài 30. Ok. Bài 30 thì ok. Bài 30 thì ta ta quay về bài toán đi tìm hoán vị chữ số của một số. Cho một cái số nguyên dương n thì đề bài người ta yêu cầu là ôi trời ơi, cái thằng con nhà thầy nó ra nó phá ghi thế này. Đấy, chào thầy nhé. Bố bé con ở nhà nhé. Bạn chờ thầy 1 giây. Ôi nhưng mà bố đang bị đau cổ, đau lưng làm sao bé được không? Các bạn chờ thầy 1 giây. Đó, ok, ta chưa bài 30 nhé. Phải vừa cho thằng bé nó đi ngủ, nó ra nó phá game. Thầy có một bạn đầu Vân Giang, một bạn đầu con gái học lớp 4. Bạn thứ hai là con trai năm nay đang lớp mẫu giáo 5 tuổi. Vân Giang có làm con dâu thầy không? Bé đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi rồi. À, em nghĩ là em không chờ được. Biết đâu được. Nhưng mà thầy nào có anh nào trong đội tuyển quốc gia đẹp trai thì em cũng nhận đấy. Tưởng vào tuyển làm con dâu thầy. Nói bé Trung Đức nhà thầy cũng được nhá. Bé biết chơi Pikachu nhá. Biết chơi trò 1, 2 người, 3 người, 4 người nhá. Rồi. Cái bài này thực sự nó là một bài rất hay. Vậy thì chúng ta còn một chút thời gian thì thầy trò mình cũng sẽ giải quyết luôn cái bài toán này. Như vậy thì ở cái bài toán này thì ta sẽ cần phải thực hiện với một cái số nguyên dương n thì làm gì thì làm, ta có thể tách phải ta phải tách được các chữ số của n ra. Vậy thì để tách được các chữ số của n AB và C. Đấy. Sau đó ta sẽ ghép nó thành số có giá trị lớn nhất. Đấy. Vậy thì nó chính là cái kết quả của cái bài toán 221 ở bên trên đúng không? Như vậy thì công việc của chúng ta đang ta thực hiện tách các chữ số của n. Đấy. Vậy thì để làm được cái việc này thì ta sẽ dùng sử dụng phép toán chia dư cho 10 và chia nguyên cho 10. Đấy. Để tách. Vậy thì dữ liệu vào thì ta sẽ thực hiện là nhập một số nguyên dương n. Output của bài toán là ta đưa ra cái hoán vị lớn nhất tìm được. Vậy thì về ý tưởng bài toán như trên thì về cái bước đầu tiên thì ta sẽ thực hiện lần lượt tách các cái chữ số.
Đấy, bước đầu tiên thì ta sẽ nhập số nguyên dương n. Bước thứ hai ta tách chữ số của n. Vậy thì để tách chữ số của n thì ta có nhiều cách tách. Ta có thể tách từ trái sang phải. Vì số này nó mặc định là số có 3 chữ số nên ta có thể tách chữ số ở hàng trăm ra trước bằng n chia 100. Để chữ số của b, nếu ta lấy n chia cho 10, ví dụ như thầy có số 341 chẳng hạn. Đây, chỗ này thì sẽ tách này để thì nó sẽ hay hơn. Cái này nó không hay lắm. Để thực hiện tách các chữ số của n thì ta sẽ thực hiện tách chữ từ hàng đơn vị trở đi. Thì thấy rằng chữ số c ở hàng đơn vị sẽ bằng là n chia dư cho 10. Khi code thì ta nên sử dụng chữ thường hết nhé. Đây thầy viết vào trong này chạy. Ví dụ như số của thầy là số 123. Thì Vân Giang và các bạn nhận thấy rằng nếu ta tách được chữ số 3 là hàng đơn vị thì rõ ràng số 123 này chia cho 10 thì ta được là 12 dư 3. Đấy. Như vậy thì ta sử dụng tính chất của phép toán chia dư để ta tách được số 3. Rồi. Vậy sau khi tách được số 3 thì n còn lại là số 12. Vậy thì n n của thầy còn lại thì bằng là n chia nguyên cho 10. Đấy. Và sau đó bây giờ thu được số 12 rồi thầy lại thực hiện cái công việc là tách số 12 bằng phép toán chia dư cho 10 tiếp. Vậy thì thầy liệt tách được số 2 bằng phép toán n chia dư cho 10. 12 chia cho 10 được 1 dư 2. Vậy thầy tách lưu số 2 vào thằng B. Sau đó n còn lại của thầy lại 12 chia cho 10 được 1 dư 2. Vậy thì n trong vòng lặp mới sẽ bằng là thằng n chia nguyên cho 10. Tới thời điểm này n của thầy bằng 1. Vậy thì khi đó thằng A của thầy có thể ghi bằng n hoặc là tổng quát lên là bằng n chia dư cho 10. Đấy. Như vậy tới đây thầy tách được C, B và A. Rồi sang bước 3 ta quay trở lại cái bài toán 221 khi nãy. Ta lần lượt ghép nó lại thành các giá trị R1, R2, R3, R4, R5 và R6. Và sau đó ta lại tiếp tục đi tìm giá trị lớn nhất của nó. Vậy thì chỗ này Vân Giang và các bạn ta sẽ tận dụng cái bài code của bài bên kia nhé. Đấy, như vậy thì với cái ý tưởng là như trên chúng ta đã giải quyết được bài toán. Sau khi thực hiện công việc xong thì ta đưa ra là kết quả của bài toán ra. Các bài tập các bạn nào làm xong thì các bạn nhớ và full hết điểm rồi thì nhớ báo thầy. Hãy lưu ý bộ test trên server là luôn đúng nhé. Nếu mà mình chưa đạt được điểm tối đa thì cần xem lại bài của mình. Hôm nay thì server thì lại eo bằng ranh mất rồi. Các bạn nộp bài nhiều quá. Như vậy thì qua cái ví dụ này thì Vân Giang và các bạn là có Nguyên, có Quân và có Gia Bảo đây nhận thấy rằng cái cấu trúc câu lệnh dãy nhánh thì nó luôn đi đôi với những cái bài toán đi tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị thỏa mãn điều kiện. Ở cái bài này thì ta lại có thêm một cái thao tác, đó là thao tác tách các chữ số của một số. Đấy, ta có thao tác tách các chữ số của n. Và cái thao tác này ta sẽ gặp lại nó rất nhiều ở trong cái phần cấu trúc lặp và các bài tập vận dụng của nó. Trên đây là cái nội dung của buổi học hôm nay. Hôm nay cũng muộn rồi, về cũng 11 giờ 44 phút rồi. Rồi thầy xin cảm ơn Gia Bảo, bạn Quân, bạn Nguyên và đặc biệt là Vân Giang và bạn nữ rất tích cực học đến tận giờ này. Các bạn cùng cố gắng lên nhé. Thầy ơi, Ơi. cho em hỏi một chút là cách làm bài như của em hắn tại sao lại sai từ từ Bài bao nhiêu? bài 30 đó, em có kiểu cách làm khác. À, được, ok, chờ thêm 1 giây. Thêm 1 giây. Được. Vân Giang. Đó, em đã nộp lên server chưa? Chưa thầy ạ, tại vì em in ra kết quả cũng không được, nhưng mà Chia em thấy sẻ. cách làm cũng Em chia sẻ màn hình đi. Em nhấn chuột phải chọn format lại code đi. Cái việc em sử dụng câu lệnh ở dòng 15, 19, 23, 27 là những câu lệnh không hợp lệ nhé. Mình không gán cái kiểu như thế, gán kiểu này thì sau sang Python mình mới hay gán kiểu này. Đấy. Đấy, việc này gán đổi chỗ A bằng B, B bằng A. Công việc của em từ dòng 13 cho đến dòng 28 em xóa đi, em code lại cho cái giải thuật đi. Việc của em tới thời điểm này là phát đến dòng 28 nữa. Từ dòng 13 đến dòng 28 bỏ đi.
Rồi, bây giờ sau khi em tách được các chữ số rồi thì bây giờ em hãy ghép nó lại thành số có 3 chữ số thì ta có 6 cách ghép. À, ý tưởng của em là em sẽ thực hiện hoán đổi các vị trí và khi đó thằng lớn nhất nó sẽ đứng đầu, thằng nhỏ nhất đứng cuối và thằng còn lại ở giữa phải không? Nhá vào. Vậy thì ở cái chỗ này tiền thể Gia Bảo cũng đang hỏi thì thầy cũng chia sẻ luôn cái cách hướng của Gia Bảo làm hướng đấy là hoàn toàn chính xác. Đó là trong cái hướng thứ hai. Ở cái hướng thứ hai thì rõ ràng cái ta có thể tách được cái chỗ này, ta không làm này cũng hay lắm. Ở cách ba, nhớ rằng cái môn tin của mình nó không có khái niệm đáp án, nó chỉ có cách làm và mỗi người sẽ có những cái cách tư duy khác nhau. Nên có đặc điểm ở môn tin của mình, thầy nhận thấy là khi thầy chấm bài của các em học sinh, chấm bài 10 bài này, chấm bài làm của 10 em thì có 9 em làm bài khác nhau, chắc em còn lại không làm được đấy. Để cách 3 thì ta sẽ bước 1 thì ta sẽ thực hiện nhầm n. Ở bước thứ hai thì ta thực hiện là tách các chữ số của n. Ở bước thứ ba thì ta nhận thấy rằng để thu được giống như cái giải thuật khi nãy thầy trò mình làm, để thu được số lớn nhất thì ta sẽ thực hiện là số lớn nhất sẽ ghép ở